Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Blind. Sĩ ơi, dạ sĩ người nào? Đó khen mình xong mình nói what khen, mình nói sao? I am flattered. Flattered. Nhớ nhớ. I am flattered. Well, like, oh, I'm flattered. I can see the guy kissing it. Oh, I'm flattered. Nhớ đó. Oh, I'm flattered. Ok, phải xuống giọng vậy đó. Really? Oh, I'm flattered. No. Vậy đó. Ok. What else here? Trammy, câu hỏi của Trammy giống sao? Ví dụ mình làm việc gì mà mình được cái mình làm được, mình nói cái có thể chứ thì nói sao? Là sao? Ví dụ mình làm việc gì mà mình làm được, mình nói là có thể chứ. Yeah, sure. Mình nói vậy nè. I can do it. Mà mình phải nói hơi chỉnh chỉnh tí xíu nha. I can do it. Like that. I can do it. Like that, right? No, I'm not. Not correct. Let me see. Có thể chứ? Mình nói là có thể chứ? Yeah, I can do it. Uh-huh. Vậy đó. Okay, yeah, okay. Yeah. Mà mình phải nói cái giọng vậy đó nha. I can do it. Vậy đó. I can do it. Yes. Vậy đó. Hoặc là nếu mà mình không muốn có chủ từ I thì mình nói là that can be done. Ok, cái đó có thể làm được. Yeah, that can be done. Yes. Cả hai luôn. Sẽ gọi sure và absolutely giống nhau mà trả lời ngữ cảnh nào? Ok, giao tiếp hàng ngày. Sure, sure. Nếu mình muốn nhấn mạnh hơn một tí xíu and với lại mình muốn viết văn, mình thấy vô cái chữ nào hơi dài dài cũng, thì mình dùng là absolutely. Ok. Yes. Actually, nói chuyện dùng absolutely cũng được nữa. Nếu mình thật sự muốn mà cái chữ mình nghe trịnh trọng hơn với lại mình chắc chắn, thật chắc để cho người ta nghe mình có uy tín hơn tí xíu thì yes, absolutely. Yeah, like that. Okay. Especially với lại specifically khác nhau chỗ nào? Sure, hai cái chữ này tuy rằng nghe giống nhau, but thật sự nó nghĩa khác nhau. Especially nghĩa là nhất là. Ok, nhất là especially. Specifically nghĩa rằng là chính là. Ok. Chính là cái gì đó. So một cái là chính xác là specifically, một cái là nhất là especially. Okay. All right. Okay. Shall với lại should dùng sao? Trời. Oh gosh, let me see. Shall trịnh trọng. Ok, shall nó dùng hơi trịnh trọng, ít ai dùng lắm. Cái này là bây giờ cái từ từ nó càng ngày càng tuyệt chủng. Nếu các bạn dùng cái chữ shall, nó nghe các bạn giống cổ điển lắm, cho nên tốt nhất đừng dùng. Dùng hai cái chữ này nó giống nhau mà cái chữ shall nó không có quá khứ. Ok. Thật sự cái chữ shall nó không có dùng cho quá khứ được. Cái này là dùng tương lai thôi. Nên làm cái gì đó dùng shall. Còn should, quá khứ cũng được, tương lai cũng được nữa. Freaking love it là sao? Mấy người trong room chắc thằng vậy. Oh god. Các bạn hỏi xin mấy từ lóng không ạ? Freak là quái dị. Dùng freaking là cái tính từ. Ok, là quái dị thường thường là quá đáng, quá dị á, kiểu vậy đó. So freaking là tính từ. Ok, love hoặc là viết tắt love là thương, thích, yêu it, là thích cái đó. So yeah, freaking love it là kiểu cuồng yêu. Yes, cuồng là như quái dị, yêu kiểu mà quái dị đó. Yes, I freaking love it. Ok, phải love it nha, đừng có love it nha, love it, con vịt nha. Ok. Alright, let me see. Cái biển lái xe. Hả? Sao không biết cái biển lái xe? I'm not too sure what is cái biển lái xe. Yeah, I'm not, yeah, không biết cái đó là gì ở Fireland.
Ok, bảng lái xe đó phải không? Ok, người nam cái bằng cái bảng rồi, cái bảng số xe đó phải không? Ok, so cái bảng, ok, so cái bảng số xe lại lại mấy người phim phim cảnh sát người ta hay copy xuống đó rồi rồi cho cảnh sát. Ok, fine. Ok. So it's called a license plate. Yeah, plate là cái miếng, cái phím, cái đĩa. License là cái gì đó cho phép hoặc là cái bằng. So license plate là cái bằng đĩa. Like that. Okay. Street sign board có hiểu là biển báo giao thông không? No. Nó kêu bằng street sign. Okay. Là cái mấy cái bảng mà cấm cấm bẹo quẹo trái quẹo phải rồi đó phải không? Okay. Nó kêu bằng street sign. Yes, street sign. Yes. Sign dấu hiệu, street là đường, dấu hiệu đường. Cái cổ hủ, lạc hậu, lối sống, suy nghĩ, tiếng Anh từ này nó là gì? Oh yes, it's called old fashion. Old fashion, that's right. Lăm béo hả? Lăm béo nói đúng. Old fashion. Có một chữ nữa. Có một chữ nữa. Trời, sẽ không có biết đánh dần đến như sao. Hold on. It's called troglodyte. Cái này xin nhờ spell check, một lần xin viết, xin nhờ spell check không ạ? À? Là cái người mà kiểu mà hồi xưa mà bảo thủ mà cái kiểu mà oh my god chịu không nổi vậy đó. Let me see, I can verify it. Troglodyte. Oh, there you go. Troglodyte. Oh, there you go. Ah, that's about right. Well, not really. Troglodyte. There you go. So old fashioned valet troglodyte. Mấy cái người mà hồi xưa có lúc sĩ yes. There you go, thank you. How's music? Okay. Alright, what else? Kenny ơi, từ love. Đọc là love hay là lap? No, không có cái nào đó. Love, đừng có đóng cái chữ love các bạn phát âm, các bạn đừng có đóng cái môi lại. Tại vì cái âm V các bạn phải vờ, ok? Mà thật sự nếu mình nói nhanh mình đừng có vờ nó. Mà tại vì mình nếu cho cái hơi nó xuống nhẹ nhẹ, đừng có đóng cái miệng mình lại thì nó nghe sành điệu hơn. Love, vậy thôi. Đừng có đóng cái môi lại, love, vậy đó. Nhiều bạn đóng cái môi hơi sớm quá, giống cái chữ love lắm. I love you. No, không có love, nó là love. Yep. Đừng có đóng cái môi lại sau khi phát âm cái chữ đó. Nếu các bạn đóng môi lại là các bạn không có là thất bại rồi đó, phát âm cái chữ đó thất bại rồi đó. Okay. Yes, love. Mà đừng phát âm V ra nữa, đừng có V nữa. Okay. Nếu nó chậm thì love, còn nếu nó nhanh love. Vậy thầy, đừng có đóng cái môi lại. Right. Chữ đó mà thất bại là xong rồi. I like that. I like that, that's very nice. Không phải laugh, no, nó là love. Là như cái love vậy đó. Giống cái chữ love mà đừng có đóng cái môi lại. Đừng có đóng cái môi lại. Sick có bằng cool trong tiếng lóng không? Cái chữ cool nó lâu hơn chữ sick gần đây thôi. Nhiều người lớn tuổi không có biết chữ sick. Với họ cái chữ sick nó có một cái sự bệnh hoạn trong đó. Là tiếng Anh cái chữ sick là bệnh hoạn. Nó mới đây. So cool chắc chắn hơn. Sick có thể dùng cho mấy người trẻ hay gì đó. Sĩ ơi, nói tâm sự với ai là have a small talk. Không phải small talk là tâm sự. Là một cái tâm sự nhỏ thôi chứ không phải to. Phải là giờ một tâm sự nhỏ thôi. Ok. So nếu tâm sự, just a talk. We had a talk. Ok. Sư ơi, cho hỏi khác nhau chữ này conclusive, material với lại positive. Cộng với evident, ok. Conclusive evidence. Xì nữa. Cái chữ evidence phải xì hả? Evidence. Okay. Conclusive evidence là một evidence là gì? Tiếng Việt lên là gì quên đây. Smile, đúng rồi đó. Bằng chứng, thank you, bằng chứng. So evidence là bằng chứng, conclusive là kết thúc. Một cái bằng chứng gì nó kết thúc cái chuyện gì đó là cái bằng chứng đó là quá rồi, không có cần bằng chứng thêm nữa. Ok. Conclusive evidence là sẽ rất đẹp trai. Ok, là tại vì tấm hình đưa lên ai cũng thích hết á. Ok, cái đó là conclusive evidence.
là sĩ đẹp trai, hoặc là mình bắt được gặp một cái thư tình của cái người nào đó viết cho bạn trai bạn gái mình, đó là conclusive evidence, là không có dối được nữa. Okay. Alright, so conclusive evidence là bằng chứng mà nó rõ ràng. Material evidence là cái bằng chứng mà thực sự có nắm trong tay, con dao đang có máu, cây súng đã bắn ra rồi, cái gì đó mình đã nắm trong tay, chứ không phải là cái lời nói của người nào đó truyền qua người thứ hai nữa. Cái đó không phải là material evidence. Material là cái gì đó mình có thể mình cầm nó, mình sờ nó được. Okay. Positive evidence, bằng chứng mà positive. Vật chứng, thank you. Đúng rồi đó. Tiếng Việt mình sẽ cũng có mấy từ đó, tại sao không biết. Right. So positive là cái gì đó là nghĩa là good hoặc là yes. Okay. So bằng chứng tốt hoặc là bằng chứng thật sự, nó có thể được dùng bằng chứng chứ không phải bằng chứng mà dỏm. Okay. So there you go. So ba cái đó khác nhau là vậy. Alright, ra đường mặc đồ đụng hàng giống hiệu. Bên Việt Nam, bên Việt Nam có từ đụng hàng nghe nha, nha hay. Tiếng Anh thì không có đồ đụng hàng. Không có đụng hàng. Tiếng tiếng Anh xích cũng hôm kia cũng suy nghĩ nó. That's a good one. Mà cái chữ đụng hàng cũng mới đây nữa phải không? It's kind of new, right? Nếu nếu mình gặp cái người bạn mình mặc cái áo giống như mình thì nói là thì nói là he wore the same shirt như thế nào. He wore the same shirt like that như thế. Cái câu đó đụng hàng hả? I don't know. Okay. Material. Sure, material là một cái vật chất nào đó, cái gì đó mình có thể cầm trên tay, là những cái ly tách, cái laptop, chiếc nhẫn, bất cứ cái gì mình có thể mình cầm trên tay được, cái đó là material evidence, là vật chứng. Yes. Vật liệu, đúng rồi. Yes, so material là vật liệu. Okay. Còn cái gì đó là mình nghe cái tin đồn là không phải material, thì mình cái tin đồn thôi. Tình yêu không phải là material, tự do không phải là material, hạnh phúc cũng không phải là material nữa, right? So bất cứ cái gì là material thì mình thấy được, mình nhìn á, mình có mình cầm trên tay được. Okay. Sick is a material man. Nghe hơi kỳ vậy. Material but handsome. Cái người á mà lo lắng về vật chất á, đua đòi vật chất á, cái người đó là materialistic. Okay. Cái tánh tình mà cái người nào đua đòi đó, cái người vật chất đó là materialistic.